Dạ, ở đây là xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội. Video mình quay đây này là phần thứ 137 từ xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội. Thế để Tân Ước không biết phải Thanh Oai, không biết nãy giờ mình đang đi chơi trên Thanh Oai. Trong hành trình nắm bắt của vợ chồng mình, ở đây không có bảng hiệu, mình không biết lỡ ở đâu. Thế để xã Tân Ước, có lẽ là của Thanh Oai. Nãy giờ mình chạy trên huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trong hành trình xuyên Việt Nam Bắc của vợ chồng mình, dài hơn 2.500 km. Ghé để bắt cá. Tiếp tục cuộc hành trình, cắm rễ trái. Mình rẽ phải thôi. Nhà văn hóa thôn Trúc Úc Lý, thôn Úc Lý. Đẹp lắm. Này đưa chưa đi về Hà Đông nữa mà. Đúng rồi, thành hai. Đồng Bát Ngát Hà Nội là cánh đồng Bát Ngát. Từng tính rẽ phải Bình Đà rẽ trái Hà Đông đi thẳng. Hà Đông. Chợ Đầu Mối Nam Hà Nội bên trái rồi phải, mình phải để cho bạn nhà ba ở dưới đường, không thấy chợ đầu mối nào. Đường này giống đường Nguyễn Văn Linh hẳn ở trong Sài Gòn, đường Giữa Bự.
thấy đường liền nhưng mà nó hổng xuống. Đó, có cái sàn nước. Sao không xăng là đi đi tới Lạng Sơn luôn không đó vậy như giờ ra Hạ Long mà giờ vô thành phố Hà Đông mà thế nào cũng cũng có xăng chứ thị xã Hà Đông thành phố Hà Đông vô thành phố Hà Đông. Thank you.
Bỏ chuyện phòng đá. Đô thị quận 7 Hà Nội nha các bạn. Giờ đi đường vô Lăng Bác. Chạy chạy buồn ngủ đường liền quá, theo như đi cao tốc dễ buồn ngủ, đeo ổ gà lưng chân rồi. Ở đâu có thấy ai thông tiền gì đâu. Làng cổ Cự Đà, ở phía trước mình là làng cổ Cự Đà. Làng cổ tự là gì ta? Cự Đà, làng cổ là hồi xưa có rồi, từ thời xa xưa. Vậy nó làng cổ là làng cổ thôi. Ăn nó vẫn ngon quá. Vô này giống bên ở bên quận 7 vô thành phố quá, vô đến đường giống như ở đường Nguyễn Hữu Thọ, rất giống như Nguyễn Hữu Thọ thành phố hoặc bên quận 2 lấp lấp bây giờ trung tâm thành phố. Lương hát được nè.
nó lẩu quá, mậu mậu luôn. Giống y như mình được quyển hộ khẩu của mày. Đây là Hà Nội. Đây là Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội với tôi. Hà Nội với bác. Hà Nội không bội được đâu. Thì nhà thường thì chắc là Hà Nội từ từ mà lợi. Đang có kẹt xe không? Không biết. Trung tâm em đi cái màu đỏ là em bày tròn thấy hai chiếc mang nhau đi về khác nãy giờ nãy khác lên anh á khác bên anh nhiều đường đó đường vàng cũng rút hết em nói nãy khác bên anh á đây cà lắc cà lắc. Đây là Nội Ô, thành phố Hà Nội mà. Nơi mà mình chưa tới bao giờ. Ok. Giờ đi tới thử. Trên hành trình Nam Bắc. No lắm rồi, không ăn nữa. Ăn ghé chắc có chục cây xăng mà không có chỗ đi vệ sinh, chết ngự. Xăng Hà Nội kỳ quá. Hỏi sang nhà nước vô hỏi thôi để xin để bê tô lên mát vậy mà vô gì sao gì ăn gì ăn nha thằng quân à gì? Ăn chứ ăn no nặng bụng để về Nam mình nhớ là mua rồi nó chết đỡ đúng không chết quận này Hà Nội đọc ra chữ bé quá quốc là quận Hà Đông Hà Nội đâu ở đâu xanh xanh nè quận Hà Đông hồi xưa là thị xã Hà Đông của tỉnh Hà Tây của Hà Nội. Từ đây đến Lăng Bác là 11 km. Cái chữ Phúc bây giờ cũng đỏ theo luôn. Kẹt xe.
và vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Vợ chồng mình sẽ kết thúc video ở Hà Đông, quận Hà Đông. Cái gì Hà Đông? LKT. Khu đô thị hay gì? La Hà Đông. Khu đô thị đó. Khu đô thị Sa La Hà Đông. Hà Nội. Đây có vượt km. Chỗ bệnh viện quân y 103. Đắp vô đây. Thấy cái này không phải bao km nữa thôi. Thôi. Đi vệ sinh. Phúc La bệnh rất giống như kia ở Phúc La Hà Nội. Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội. Kết thúc video đây.